Đây là căn phòng chứa xác ướp cỡ ở giữa lòng Sài Gòn. Khi bước vào căn phòng này, cảm giác của mình là rất hồi hộp, cảm giác là hơi run mình một tí, lạnh lạnh sống lưng. Các bạn thấy không? Cái bàn chân còn rất là nguyên vẹn, chưa bị phân hủy. Nhìn thấy cảm giác như là còn những sớ thịt, cái gân máu rất là nguyên vẹn. Đây là một trong những xác ướp còn nguyên vẹn nhất được phát hiện ở Việt Nam. Thật là bất ngờ và pha chút có vẻ là lo sợ của mình. Vấp phải cái chiếc quan tài ở phía sau lưng làm cho mình giật mình. Đang lo lắng mà chấp phải như vậy giật mình thì cảm giác hơi ớn lắm. Giấp chỗ quan tài này. Rồi, rồi, rồi. Gần luôn ha, còn khá nguyên vẹn. Mình sẽ đi đến phòng số 6, văn hóa Champa, nơi trưng bày các bảo vật quốc gia. Đây, đây là các bảo vật quốc gia đây, mình sẽ quay chi tiết từng món nha. Quan Thế Âm Bồ Tát à. Văn hóa Champa thì từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 17. Tượng Phật nè, quá đẹp. Xinh đẹp luôn. Tượng Phật quá đẹp. Làm bằng đá nha. Hôm nay chúng ta đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Đây là lối đi vào Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể đi vào cổng mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc đi vào lối đi vào của Thảo Cầm Viên. Đây, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mới đi vào bảo tàng. Hiện nay bảo tàng đang được tu sửa. Bảo tàng là một công trình kiến trúc cổ của người Pháp, được xây dựng vào năm 1927 theo kiến trúc phương Đông Tân cổ điển. Đây, đây là phòng vé đây. Có rất nhiều du khách đến đây tham quan. Nhà của để làm bảo tàng này được công nhận tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2012. Giờ cổng này đông quá, mình sẽ đi hai em. Giờ cổng này đông quá, chờ mua vé hơi lâu, mình sẽ đi vào theo cổng vào đường bên Thảo Cầm Viên. Tòa nhà để làm bảo tàng này là một công trình kiến trúc tiêu biểu của người Pháp ở Sài Gòn, đã được công nhận làm di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2012. Đây là đường Lê Duẩn nè, trước là đường Lê Duẩn, đây là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đây là Thảo Cầm Viên. Và bên trong Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh là một bảo tàng rất lớn và có lịch sử phát triển lâu đời ở phía Nam Việt Nam. Đây, lối vào bên trong bảo tàng này, trước đây là bảo tàng Lan Trạch, tên của viên thống đốc Nam Kỳ.
được thành lập vào năm 1929 và là bảo tàng đầu tiên ở phía nam của Việt Nam. Đến năm 1956, bảo tàng mang ở tên Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn, nơi trưng bày về mỹ thực cổ của một số nước châu Á. Đến năm 1979, bảo tàng chính thức đổi tên thành Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì cái bảo tàng này đang được sửa chữa, nhưng vẫn việc tham quan vẫn không bị gián đoạn nha, vẫn được tham quan bình thường. Năm bây giờ mình sẽ 2012, tòa nhà bảo tàng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, một kiến trúc mang nét phương Đông kết hợp với phương Tây, tạo nên một công trình kiến trúc vững chãi, hài hòa, cân xứng với quang cảnh xung quanh. Hiện nay, bảo tàng trưng bày hơn 43.000 hiện vật tư liệu quý giá, trong đó có 12 cái bảo vật quốc gia, có một phòng trưng bày sắc ướp cổ và các bộ sưu tập khác mang giá trị rất cao. Bên đây là sơ đồ tham quan. Có tổng cộng là 18 phòng. Cái tòa nhà đó hình bát giác đấy. Rồi. Đây là giờ tham quan, vé vào cổng là 30 ngàn từ thứ ba đến chủ nhật nha các bạn, chú ý nha. 8 giờ đến 11 giờ 30, 1 giờ đến 17 giờ giờ tham quan. Đây gì mình, nếu mình lấy văn số Phật giáo thì mua vé. Anh ơi cho em mua vé. Dạ, cảm ơn chị. Bạn xếp hạng di tích quốc gia nha. Giờ mình tiến hành tham quan nha. Là thời phòng số 1 và thời nguyên thủy. Núi Đỏ, à, hiện vật ở, phát hiện ở Núi Đỏ ở Thanh Hóa. Công cụ thơ sơ thời kỳ đồ đá nha. Đây. Hình khắc trên đá ở địa điểm khi Thái Nguyên cách đây khoảng 5 đến 8 ngàn năm nữa. Sẽ đi nhanh. Phòng số 2 là thời dựng nước và giữ nước. Rất nhiều du khách đến đây tham quan. Rồi vũ khí thời xưa này. Số 3, số 4.
tượng Phật A Di Đà. Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đường Tạm Thượng, quận 5, 1057. Và một pho tượng đá lớn nhất và cổ nhất, tương đối nguyên vẹn cho đến ngày nay. Kiến trúc thời Lý. Giống hoa nồng quá đẹp, quá sắc sảo. Giống như hỏa biến nữa rồi, quá đẹp. Gốm kiến trúc hoàn thành Thăng Long. Cọc Bạch Đằng nè, trận chiến Bạch Đằng Giang nè. Những giáo thời Trần. Sau khi tham quan các căn phòng khác, bây giờ mình đi đến căn phòng mà mình mong chờ nhất. Đó là căn phòng của chúa Sắc Ốt, cổ của người Việt. Cảm giác là hơi hồi hộp và pha lặng một chút là lo sợ. Tôi thật bất ngờ và kinh hoàng khi phát hiện một xác ốp cổ người Việt còn khá nguyên vẹn được trưng bày ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Đó là xác ốp của cụ bà Trần Thị Hiệu, rất là nguyên vẹn, có tuổi đời giống như gần 100 năm tuổi. Theo các chuyên gia thì đây là xác ốp ở thế kỷ 19. Thì xác ướp này được phát hiện vào đầu năm 1994 khi di dời nghĩa trang ở khu vực xóm Cải, phường 8, quận 5. Thì một ngôi mộ cổ bí ẩn được hé lộ. Từ đó người dân nơi đây gọi xác ướp đó là xác ướp xóm Cải. Ôi, nó lại mình dắp. Xác ướp này là một trong những xác ướp còn nguyên vẹn nhất ở Việt Nam. Mình ở phòng này thôi, cảm giác hơi ớn lạnh. Các khớp xương của xác ướp vẫn còn co duỗi rất tốt. Da thịt vẫn còn dắp rất đẹp quan tài. Chưa có bị dấu hiệu phân hủy. Điều này thể hiện một trình độ sắc gần với kỹ thuật khá cao của người Việt xưa, và có lẽ đến nay đã bị thất truyền. Gần luôn ha, còn khá nguyên vẹn. Okay.
sợ. Số người vô tham quan hai bên hai quan tài. Sắp ốp sống cải đầu năm 1994 để phục vụ chỉnh trang khu du đô thị khu vực sống cải phường 8 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Sắp ốp mình là của cụ bà nha, Trần Thị Hiệu mà. Hình thức sông tán. Còn một mình với sắp ốp này thôi. Khá rùng rợn. Một đêm yên tĩnh lắm. Sắp ốp còn khá nguyên vẹn. Thể hiện là kỹ thuật sắp ốp này khá cao siêu. Cái đường gân nữa. Rồi mình quay mình đổ mồ hôi hột. Mình thôi. Quan cảnh xung quanh nè. Cái mộ. Đây là những cái đồ vật mà phát hiện lúc mà khai quật nè. Chôm cùng bà nè. À, cụ bà nha. Đây hai cái quách này. Mình quay từ đây cho các bạn thấy. Đó. Quách là bị chói. Chói đèn. Còn mình quay. Thất truyền rồi, nghệ thuật sắc ướp này thất truyền rồi, kỹ thuật vô cùng cao siêu. Ở đây có màn hình để mình xem lịch sử của ngôi mộ cổ này nè. À, sống cải nè. À. Thank you.
trang sức. Đây đôi hài của bà, của bà Na Mang. Còn một mình ở đây thôi, mình sẽ đi thăm, đi quanh một vòng. Chào, hẹn gặp lại. Sau khi đi tham quan các căn phòng khác một vòng, mình quyết định quay trở lại căn phòng có chứa sắp ướp. Lúc này căn phòng khá vắng vẻ, chỉ có một mình và một vị khách đến đây tham quan căn phòng. Cảm giác lúc này khá hồi hộp, khá lo sợ. Khi mình bước vào căn phòng thì có những cơn gió nó lùa vào, làm cho mình cảm thấy có vẻ là nó lạnh sống lưng. Cảm giác là rất là hoang mang. Khi tham quan một mình thì cảm giác nó khác biệt hoàn toàn. Các bạn thử tham quan có một mình với cái sắc ướp này thì sẽ rất là lo lắng. Đó, lúc này thì là có một vị du khách vào tham quan cùng mình, nhưng mà cảm giác nó cũng hơi lạnh lạnh các bạn. Đang quay đi, đừng có nó ập vô. Đó. Phiền có những cơn gió rung người luôn. Em quay phim có những cơn gió lạ ập vào rung người luôn. Ôi, đang quay lại có những cơn gió lạ ghê này.
Mình sẽ đi đến phòng số 6, Văn hóa Champa, nơi trưng bày các bảo vật quốc gia. Đây là các bảo vật quốc gia đây, mình sẽ quay chi tiết từng món nha. Đây, Quan Thế Âm Bồ Tát nè. Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là Bồ Tát là số 1. Đây là số 2 là chuông nè. Văn hóa Champa thì từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 17 là tượng Phật đã quá đẹp. Tượng Phật quá đẹp. Làm bằng đá nha. Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni của Đồng Dương, là một trong những pho tượng đồng có kích thước lớn về tượng đồng, mỹ thuật độc đáo mang đậm phong cách nghệ thuật Amaravati của Ấn Độ thế kỷ từ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10 nha. Thế Âm Bồ Tát là số 8 là Quan Thế Âm Bồ Tát. Devi Xuân Quế Quảng Nam, nữ thần Devi. Đây là nữ thần Devi. Nguyên số phòng trưng bày văn hóa Champa. Mình sẽ đến tham quan phòng số 7 là văn hóa Ốc Eo, Vương quốc Phù Nam. Nơi đây cũng trưng bày các bảo vật quốc gia. Đây. Thời kỳ đầu kỷ nguyên, chúng ta dân tộc Đông Nam Á đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với những nền văn minh lớn. Đây, Ốc Eo, vị trí của Ốc Eo nằm ở An Giang, Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn nha. Đây. Ốc Eo đây. Đó, bằng kim loại của văn hóa Ốc Eo. Tại đó mà đã phát triển như vậy rồi.
từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy. Cột kiến trúc bằng gỗ, gỗ quá thạch. Trang sức. Linh Gà với Johnny. Cục Linh Gà nè, là Johnny nè. Xa xa thấy bảo vật quốc gia đây. Đây những bảo vật quốc gia đây. Đấy. Tượng Phật sơn hậu số 2 là Vishnu Phật đầu thần. Đây bò Na Điên. Đây là bảo vật quốc gia đây. Nhóm tượng thần là số 1 nè. Thế kỷ thứ 6 nè, thế kỷ thứ 5 nè, thế kỷ thứ 7 nè. À, thời đọc. Đây là những bảo vật quốc gia nha. Surya, thần mặt trời, phát hiện ở Ba Thê núi Sập An Giang. Quá đẹp luôn. Wow, những tượng Phật này làm các bằng gỗ á, nguyên khối luôn nè. Bình Hòa Long An, phát hiện ở Bình Hòa Long An. Bồ Tát Quan Thế Âm. Quá. Mấy trụ cột này để xây đền. Một tiếp. Điêu khắc đá. Cambodia. Đây còn có các tượng nữ thần. Rất là đẹp. Điêu khắc đá Cambodia. Cambodia, Campuchia mình biết đến với quần thể Angkor Wat cũng có rất nhiều tượng đá điêu khắc sắc sảo. Wow, nguyên bức phù điêu đá này đẹp dữ luôn. Từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 15
thời đại Lê Sơ. Các cái nghề lục lạc bếp lò lư hương. Wow, mấy cái lư hương còn gớm, quá đẹp, sắc sảo ghê hồn. Bảo tàng này trưng bày hơn 43.000 tư liệu với hiện vật, một trong những bảo tàng lớn nhất ở Việt Nam mình. Đây là Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tai. Đây bản sao. Đây là binh khí, vũ khí của quân Tây Sơn. Tiền quân Tây Sơn. Rồi. Tới phòng 12 là thời Nguyễn. Thời Nguyễn. Thời Nguyễn thì có những bức bình phong này rất đẹp. Quá đẹp. À, cái đồng tiền này gia Long Thông Bảo số 1. Gia Long Thông Bảo đâu? Gia Long Thông Bảo là tốt ở trong tiền số 10. Số 10 là Minh Mạng Thông Bảo. À, số 10, 11 là Thiệu Trị Thông Bảo. À, Gia Long. 14 là Gia Long Niên Tạo. Những vật được bảo quản tầm tiền các thời. Đây có ta Khải Định Niên Tạo, Thành Thái Niên Tạo 16, 17. Hoài Đức Quận Tri Ấn Vương Tri Ấn số 1. Đỉnh được cổ phòng nha. Này Pháp Lam, Pháp Lam Triều Nguyễn. Cốm sứ Việt Nam, đặt hàng Trung Quốc sản xuất. Mũ ô này gì đây? Sánh đứng đầu con ghê thật. Trang phục cung đình. Mấy đồ đồng mới đẹp. Đồ đồng thời Nguyễn. Lưu Trầm. Lưu Hương. Quá đẹp. Đây là chương trình là thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Uống gói nước. Uống gói nước và thêm nước này. Trà sứ quán.
Phật Tây Tạng. Đây là căn phòng cuối cùng trong chuyến tham quan Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cũng thật đáng tiếc, do bảo tàng trong quá trình sửa chữa thì có một số căn phòng, một số hiện vật, một số bộ sưu tập chúng ta chưa thể xem và tham quan được của người dân. Năm 4 dân tộc Việt Nam. Tôi dùng sinh hoạt hàng ngày thôi. Wow, cảnh cảnh cái tòa tháp Bát Giác, công trình kiến trúc tuyệt đẹp. Đây cũng là lối ra nè, mà lối ra ở cổng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chứ không phải là cổng ở Đồng Viên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.